kè vậy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Dạ kinh nghiệm không? Kinh nghiệm chị đó. Rồi. Bắn dữ hả? Dạ xin đi thứ nước chuyên nghiệp rồi nha. À không cần như lúc đầu đâu. Dạ chưa. Sao không sao. Rồi ra ra bắn nước đi, được rồi. Ra bắn nước đi. Kìa, bắn bạn nằm rồi, bắn anh nằm rồi, Bắn. Bắn nước. Tìm tiếp tục lấy nước nha. Không bao giờ tin thông minh lên rồi. À giờ lấy nè, bữa nay nè, không ai cả. Kệ. Rồi, để anh đó, để anh lấy. Hay ghê. Xuống lại đi. Đúng quá, nó ghét nữa, nó phùng nước. Cái đây, có nước à. À. Đó, hay ha. Dạ, hình chuyên nghiệp luôn. Wow, chiều nắng ánh sáng đẹp dữ. Nè, uống nước kìa. Không ai xài, mình xài. Rồi, không hứng đâu. Uống khắp thì cho dễ ha. Rồi, khắp thì dễ. Ôi. Chiều bao nhiêu? Phụ huynh dắt con, xe quá trời. Đông rồi. Rồi, mình chuẩn bị vô. Tôi bắp ở dưới á, bắp ở dưới nó mới xịt nhiều.
dữ dữ nó ánh xuống rồi, đẹp không? Nó đẹp đi. À, thấy ngay, thấy ngay. À. Từ đây, từ đây, ra, vô. Vô thấy tên. Rồi, cho anh nghe, nghe anh chưa kìa, vô đi. Thiên, thiên, thiên. Rồi, vô. Con kia hứng đi. Con này hứng đi cho nhẹ. Ê. Thôi, qua đây đi. Ừ. Trời, chạy hứng nước ngoài vậy? Chiều đó, hứng nước ngoài. Đây nè, đây nè, hứng cho cái bình này. Nè, nè, lại đây. Đây nè, hứng cho cái bình này. Ok, bye và hẹn gặp lại cả nhà video sau. Nhớ like, đăng ký, subscribe, ủng hộ GC Đen Dược. Và xin tiền đen, bye bye nha.